Thế giới tuần qua phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi đã qua đời đột ngột. Thông tin gây chấn động không chỉ đối với Iran mà còn gây hoang mang trên toàn cầu và đặc biệt tại Trung Đông, khu vực vốn đang nghẹt thở trong xung đột. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Chuyển giao quyền lực có diễn ra suôn sẻ? Cán cân quyền lực trong khu vực sẽ biến động như thế nào? Các lãnh đạo thế giới tiếp tục chạy đua vào thời gian để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho hai cuộc chiến diễn ra khốc liệt nhất. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ngoại giao dường như chỉ là muối bỏ bể. Ai Cập nổi trận lôi đình, đòi rút khỏi vai trò trung gian vì nổi oan bắt tay với Israel, đập đổ đàm phán với Hamas. Lệnh bắt thủ tướng Israel của ICC cũng là yếu tố gây sóng gió khắp chính trường, thổi bùng trận khẩu chiến trên khắp thế giới Ả Rập, thậm chí tại lục địa già. Tuy nhiên, lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện cũng đang lan rộng tại châu Âu, khiến thế giới như bị nghiền nát dưới trọng lực của căng thẳng và lo lắng. Tình hình hiện tại không chỉ đe dọa sự ổn định khu vực mà còn làm rung chuyển toàn bộ hệ thống chính trị quốc tế. Một bức tranh kịch tính với những mảng màu đen tối, mỗi diễn biến đều khiến trái tim của hàng triệu người loạn nhịp, tương lai vẫn mờ mịt và vô định. Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi, lo lắng và hy vọng vào một phép màu sẽ xảy ra. Nhưng điều gì sẽ đến? Chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, tiến một bước hay lùi một bước, các cuộc chiến tại Gaza hay chiến sự Nga-Ukraine vẫn bất đắc dĩ, dẫn dắt thế giới đi qua những cung bậc cảm xúc không hề dễ chịu. Nhưng chung quy lại, lý do gì khiến cho các quốc gia muốn bước vào những cuộc chiến đầy rủi ro này? Là vì họ muốn vùng lên, thoát khỏi cái bóng quá lớn của Mỹ hay ngôi vương toàn cầu vẫn là một cái danh có sức hấp dẫn khó cưỡng? Tạm thời gác lại màn tranh hùng xưng bá đầy quyết liệt, mang tính định hình trật tự thế giới này. Trong tuần vừa qua, vụ tử nạn của cố Tổng thống Raisi vào ngày 19 tháng 5 đã trở thành một trong những ngày đau thương nhất của lịch sử Iran, gây ra làn sóng chấn động khắp khu vực, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Hơn thế, như giọt nước tràn ly, vụ tai nạn lập tức tác động đến tình hình chính trị vốn đã rối ren của quốc gia Hồi giáo, dù lúc đang đương đầu với hàng loạt áp lực cả trong và ngoài nước. Và ở phần đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi nhìn lại toàn cảnh vụ tai nạn đầy ám ảnh này. Trước đó, chiếc trực thăng chở cố Tổng thống Raisi và đoàn tháp tùng bao gồm cả Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã rơi xuống một vùng núi xa xôi tại tỉnh Đông Azerbaijan, phía tây bắc Iran. Theo báo cáo, chiếc trực thăng này đang trên đường trở về sau cuộc gặp với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev tại buổi khánh thành một dự án đập lớn ở biên giới. Theo hãng tin IN, chiếc máy bay bị rơi do lỗi kỹ thuật, trong khi hoạt động cứu hộ đã bị cản trở bởi điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm sương mù và mưa. Nhà Trắng đã theo dõi sát sao động thái của Iran sau vụ việc. Đặc biệt, các quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết Washington không mong có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách từ Tehran. Tuy nhiên, diễn biến tình hình kể từ sau khi nghe tin tức về vụ tai nạn được công bố đã khiến họ đứng ngồi không yên. Theo Politico, hôm 20 tháng 5 đưa tin, các quan chức Mỹ lo ngại vụ tai nạn có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới. Đặc biệt, theo một số nguồn tin, Tehran có thể tìm cách đổ lỗi cho Mỹ và Israel về vụ việc. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Washington và Tel Aviv liên quan đến vụ việc. Một quan chức giấu tên của Mỹ còn chia sẻ đã có thời điểm câu hỏi rằng liệu đây có phải là cách mà Thế chiến thứ ba bắt đầu hay không, không còn là lời chất vấn ngớ ngẩn nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó đã tuyên bố rằng Washington không liên quan đến vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ còn thông báo nước này đã gửi lời chia buồn chính thức và sẵn sàng hỗ trợ Tehran trong các hoạt động tìm kiếm, dù vẫn đang trong tình trạng căng thẳng với quốc gia Hồi giáo. Về phía Israel, một quan chức giấu tên khẳng định không liên quan đến sự cố chết người. Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Đối lập Israel Yisrael Beitonu Avigdor Lieberman tuyên bố rằng Tây Jerusalem sẽ không rơi một giọt nước mắt trước sự ra đi của ông Raisi. Israel và Iran vốn là đối thủ trong nhiều thập kỷ và đã leo thang căng thẳng vào tháng trước khi Tehran cáo buộc Tel Aviv tấn công vào lãnh sự quán của nước này ở Syria, khiến nhiều sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng. Trong những ngày sau đó, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm trả đũa Israel. Thưa quý vị, tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng không phải mọi tai nạn đều như nhau. Vì lãnh đạo của một quốc gia gặp nạn bất ngờ khiến hàng loạt câu hỏi được đặt ra, các thuyết âm mưu cũng từ đó nảy sinh vô số kể. Các phương tiện truyền thông và cả chính phủ Iran cũng đã công bố nguyên nhân sự cố thương tâm, cho rằng chủ yếu là do điều kiện thời tiết xấu.
Tuy nhiên, sự thật là gì? Đề cập đến vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng với biện pháp trừng phạt của Mỹ đã khiến an toàn hàng không trở nên tồi tệ hơn. Theo ông Lavrov, việc thực hiện các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm cung cấp các trang thiết bị hàng không của Mỹ đang đặt tính mạng con người vào nguy hiểm. Người Mỹ không thừa nhận điều đó, nhưng thực tế là các quốc gia bị trừng phạt không nhận được máy móc và thiết bị bảo trì do Mỹ sản xuất. Nói về quan hệ với Iran, Ngoại trưởng Nga cho biết phía Tehran đã tái khẳng định rằng sẽ không có gì thay đổi. Tôi đã liên lạc với ông Safadi, trưởng phái đoàn Iran tại cuộc họp SCO ở Astana và là cấp phó của cố Ngoại trưởng Hossein Amiradoulahian. Ông ấy xác nhận quan hệ Nga-Iran vẫn sẽ tiếp tục. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm, ông không có lý do nào để suy đoán về những thay đổi sắp tới có thể xảy ra trong chính sách đối ngoại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vậy liệu vụ tai nạn của cố tổng thống Iran xảy ra có phần nào do trực thăng gặp lỗi hay không? Reuters đã có bài viết cho biết mẫu phi cơ chở ông Raisi là Bell 212 được Mỹ phát triển từ cuối thập niên 1960 cho đến hiện tại nó vẫn được nhiều chính phủ và các nhà khai thác tư nhân sử dụng. Quay ngược thời gian về cuối thập kỷ 60, thế kỷ trước, Bell Helicopter, nay là Bell Textron, một công ty con của tập đoàn công nghiệp Mỹ Textron Inc., đã phát triển Bell 212 cho quân đội Canada. Nó có thiết kế sử dụng hai động cơ trục tuabin thay vì một, mang lại khả năng chuyên chở lớn hơn. Vào thời điểm đó, thiết kế của Bell 212 được giới chuyên gia đánh giá cao. Theo tài liệu huấn luyện quân sự của Mỹ, loại trực thăng này được giới thiệu vào năm 1971 và nhanh chóng được cả Mỹ và Canada áp dụng. Là một máy bay trực thăng lưỡng dụng, Bell 212 được sử dụng trong nhiều tình huống, bao gồm chở người, triển khai thiết bị chữa cháy trên không, vận chuyển hàng hóa và lắp đặt vũ khí. Theo Reuters, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran đã được thay đổi cấu hình để chuyên chở người. Theo tài liệu chứng nhận của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu, mẫu trực thăng gặp nạn có thể chở 15 người, bao gồm cả phi hành đoàn. Hiện nay, Bell 212 được nhiều quốc gia cũng như các tổ chức quân sự và phi quân sự sử dụng như Hải cảnh Nhật Bản, Cơ quan Thực thi Pháp luật và Sở Cứu hỏa ở Hoa Kỳ, Cảnh sát Quốc gia Thái Lan và nhiều cá nhân khác. Không rõ chính phủ Iran điều hành bao nhiêu chiếc, nhưng lực lượng không quân và hải quân của nước này có tổng cộng 10 chiếc, theo danh mục Lực lượng không quân thế giới năm 2024 do Flight Global. Theo Tổ chức An toàn chuyến bay, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung về an toàn hàng không, vụ tai nạn gần nhất gây thương vong có liên quan đến Bell 212 là vào tháng 9 2023 khi một trực thăng do tư nhân điều hành bị rơi ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo cơ sở dữ liệu của tổ chức này, vụ tai nạn tương tự cũng từng xảy ra ở Iran vào năm 2018, khiến 4 người thiệt mạng. 3 ngày sau vụ tai nạn thảm khốc, Iran đã công bố thêm tình tiết về vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Raisi tử nạn. Theo đó, hãng tin INA cũng đã dẫn lời chánh văn phòng Tổng thống Qutb Hossein Ismaili cho biết rằng chiếc trực thăng chở cố Tổng thống Iran đã mất tích khi tăng độ cao để tránh một vùng mây. Ông Ismaili tham gia hộ tống cố Tổng thống Raisi trong chuyến thăm vùng biên giới nhưng ngồi trên một chiếc trực thăng khác. Theo ông Ismaili, điều kiện thời tiết ban đầu khá bình thường nhưng khoảng 45 phút sau khi cất cánh, phi công trên máy bay của cố Tổng thống Raisi thông báo sẽ tăng độ cao để tránh vùng mây và ra lệnh cho hai trực thăng đi cùng làm điều tương tự. Khi họ bắt đầu lấy lại độ cao, hai chiếc trực thăng hộ tống bất ngờ mất dấu máy bay của Tổng thống Raisi. Sau 30 giây nâng độ cao, phi công của chúng tôi nhận thấy chiếc trực thăng ở giữa đã biến mất, ông Ismaili nói và cho biết thêm rằng máy bay của ông đã quay trở lại và bay vòng quanh khu vực nhiều lần để tìm kiếm trực thăng của cố Tổng thống Raisi. Tuy nhiên, họ buộc phải từ bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm do tầm nhìn kém và hạ cánh xuống một mỏ đồng gần đó. Ông Ismaili đã nhiều lần cố gắng kết nối với máy bay của cố Tổng thống Raisi thông qua các thiết bị vô tuyến và có thể liên lạc được với ông Mohammed Ali Alehassem, một quan chức ở tỉnh Đông Azerbaijan đi cùng Tổng thống. Người này sau đó thông báo rằng trực thăng của Tổng thống đã rơi xuống một thung lũng. Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, tình trạng cho thấy Tổng thống Raisi và những người khác đã tử vong ngay lập tức trong vụ tai nạn. Ông Ali Hassam cũng đã tử vong sau đó vài giờ, ông Ismaili nói. Người đứng đầu Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran Pir Hossein Kolivan cũng đã xác nhận tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chiếc trực thăng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong một cập nhật mới đây nhất, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran ngày 23 tháng 5 công bố báo cáo đầu tiên về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng gần đây dẫn đến cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng.
hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cho biết, sau vụ tai nạn, một ủy ban điều tra cấp cao gồm các chuyên gia và kỹ thuật viên đã đến hiện trường vụ tai nạn vào sáng 20 tháng 5. Theo báo cáo, chiếc trực thăng chở cố Tổng thống Raisi đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không đi chệch khỏi đường bay. Báo cáo tiết lộ, gần 1 phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc, phi công của chiếc trực thăng bị rơi đã liên lạc với 2 chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của Tổng thống. Không có dấu vết của đạn hay là vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi. Sau khi đâm vào núi, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã bốc cháy. Báo cáo nói thêm, thời tiết bất lợi, sương mù và nhiệt độ thấp đã gây khó khăn cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Theo báo cáo, vào lúc 5 giờ sáng theo giờ địa phương, ngày 20 tháng 5, 1 giờ 30 phút giờ GMT, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, vị trí chính xác của chiếc máy bay gặp nạn đã được xác định. Không có vấn đề đáng ngờ nào được phát hiện trong các cuộc trò chuyện giữa tháp canh và phi hành đoàn. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi điều tra thêm. Vẫn còn đó những tranh cãi, ngờ vực xung quanh vụ tai nạn thương tâm khiến Tổng thống Iran ra đi ngay khi còn đang tại vị. Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri thông báo rằng thi hài của Tổng thống Ebrahim Raisi đã được chôn cất vào ngày 23 tháng 5 tại Thánh địa Hồi giáo Iman Reza, thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông Mansouri cho biết rằng lễ tang cố Tổng thống Ebrahim Raisi được tổ chức ở thành phố Tabriz, thủ đô Tehran, Bejans và Mashhad. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5, thi hài của cố Tổng thống Raisi đã được chôn cất ở Thánh địa Hồi giáo Iman Reza tại thành phố Mashhad vào tối ngày 23 tháng 5. Iman Reza là thánh địa Hồi giáo lớn nhất thế giới, tính theo diện tích. Các công trình xây dựng trải dài trên phạm vi 1 triệu mét vuông. Hàng trăm nghìn người xuống đường đưa tang khi xe chở linh cữu cố Tổng thống Raisi ngày 23 tháng 5 di chuyển trên đại lộ ở Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran ở phía tây bắc đất nước, nơi ông Raisi chào đời. Người dân chủ yếu mặc đồ đen và ôm hoa trắng. Giới chức Iran trước đó thông báo ngừng toàn bộ các hoạt động trên phạm vi toàn quốc trong ngày 22 tháng 5 để phục vụ cho công tác tổ chức lễ tang. Hôm 20 tháng 5, giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố 5 ngày quốc tang để tưởng nhớ Tổng thống Raisi. Hàng triệu người dân Iran đã đổ về thủ đô Tehran để tỏ lòng thương tiếc với ông Raisi và các quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong vụ việc rơi trực thăng. Đến dự lễ tang hôm 22 tháng 5, có lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas ở Gaza Ismail Haniyeh, lãnh đạo nhóm Hezbollah ở Liban Naim Qassem, tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cùng với đại diện từ hơn 60 quốc gia khác. Đại diện các nước thuộc Liên minh châu Âu EU không dự lễ tang, Mỹ không có đại diện ngoại giao tại Iran, theo hãng thông tấn Iran INA. Vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Raisi thiệt mạng xảy ra trong bối cảnh ông được coi là người kế nhiệm tiềm năng của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Và câu hỏi được đặt ra nhiều nhất lúc này là đất nước Iran sẽ vận hành ra sao? Hãng tin Reuters trong tuần này đã đăng tải bài phân tích phần nào giải đáp câu hỏi đó. Hiến pháp Iran quy định trong trường hợp tổng thống qua đời, phó tổng thống thứ nhất sẽ đảm nhận các quyền hạn và chức năng của tổng thống với sự chấp thuận của lãnh đạo tối cao Iran. Theo đó, phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mohdi sẽ đảm nhận vai trò này sau khi tổng thống Ebrahim Raisi qua đời. Nếu nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hiến pháp Iran cũng quy định ba người đứng đầu các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp sẽ phải sắp xếp một cuộc bầu cử để chọn ra tân tổng thống trong vòng 50 ngày kể từ ngày phó tổng thống đảm nhận vai trò quyền tổng thống. Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm, cựu tổng thống ôn hòa Hassan Rouhani, cố tổng thống Raisi đã có mối quan hệ chặt chẽ với lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Theo tờ The Guardian, nhận định rằng dù người nào lên nắm quyền, thách thức trước mắt nhà lãnh đạo mới của Iran sẽ là kiểm soát những bất đồng chính kiến trong nước. Trong đó có các phe phái yêu cầu phải có đường lối cứng rắn hơn đối với phương Tây và xích lại gần hơn với Nga và Trung Quốc. Sự ra đi của hai quan chức cấp cao Iran đã khiến diễn biến khu vực thêm kịch tính khi nhiều cuộc xung đột vẫn đang hoành hành trong thế giới Ả Rập. Đáng nói, những nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ tại Iran được cho đang sẵn sàng lấp đầy khoảng trống quyền lực và có thể đặt ra thách thức cho vị trí của nhà lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei.
lãnh đạo tối cao Iran được biết là người nắm quyền lực tối cao với tiếng nói cuối cùng về chính sách đối ngoại và chương trình hạt nhân của Iran. Ông đã tìm cách trấn an người Iran, nói rằng các vấn đề quốc gia sẽ không bị gián đoạn. Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định việc Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Amir Abdollahian thiệt mạng sẽ không làm gián đoạn các chính sách quốc tế của Iran. Jadon Brodsky, giám đốc chính sách của United Against Nuclear Iran, giải thích rằng Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo là người thực hiện chứ không phải người ra quyết định. Vì vậy, các chính sách của Cộng hòa Hồi giáo, các nguyên tắc cơ bản của các chính sách đó sẽ vẫn được giữ nguyên. Thế nhưng, mọi việc có thực sự diễn biến ổn định như vậy hay không? Đây là điều giới quan sát không dám chắc. Nhiều chuyên gia nhận định rằng sự ra đi đột ngột của Tổng thống Iran đã tạo ra một khoảng trống quyền lực mà các nhân vật cấp cao nước này sẽ bắt đầu tìm cách tận dụng. Thậm chí, nhiều nhà phân tích về đối ngoại đã vẽ ra bức tranh ảm đạm cho chính trường Iran, trong đó có khả năng giới lãnh đạo rơi vào hỗn loạn. Joanne Rubin, cựu phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách nội vụ dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, nói với Newsweek, sự ra đi của ông Raisi sẽ dẫn đến tình trạng chia rẽ ở Iran lẫn quốc tế. Do ông Raisi vốn là người được lãnh tụ tối cao Iran lựa chọn để dẫn dắt Iran, nếu còn sống ông ấy sẽ không chỉ dừng ở chức vụ tổng thống mà còn có thể kế nhiệm ông Khamenei để trở thành lãnh tụ tối cao Iran sau này. Ông Rubin chỉ ra, vì mất đi ông Raisi, giới lãnh đạo Iran có thể rơi vào hỗn loạn, các động thái của chính phủ đối với những vấn đề cả trong và ngoài nước đều sẽ quyết liệt hơn. Theo ông, các bên cần phải theo dõi mọi diễn biến liên quan một cách chặt chẽ vì chuỗi ngày sắp tới ở Iran sẽ cực kỳ căng thẳng và không chắc chắn. Đáng lưu ý, ông Trita Parsi, một học giả về chính sách đối ngoại của Mỹ tại Trung Đông, cũng đã chỉ ra hai thay đổi đầy khó khăn trong chính trường Iran. Chia sẻ với Newsweek qua điện thoại, ông Parsi nói, thứ nhất, phó tổng thống sẽ tạm thời nắm quyền, nhưng họ phải tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 50 ngày. Điều này có rất nhiều khó khăn vì chế độ Iran cực kỳ không được lòng dân. Chúng tôi đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục trong cuộc bầu cử quốc hội cách đây 1 đến 2 tuần. Chuyên gia nói thêm rằng, đối với giới chức Iran, việc khơi dậy sự nhiệt tình bầu cử trong đất nước là rất quan trọng vì nó mang lại cảm giác hợp pháp. Tuy nhiên, đó là điều cực kỳ thách thức. Chưa kể sẽ có một cuộc tranh giành quyền lực gay gắt xảy ra, xem ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Newsweek cho biết ông Raisi thắng cử trong cuộc bỏ phiếu năm 2021 với 18 triệu phiếu bầu trong số 28,9 triệu phiếu. Theo The New York Times, khi đó, nhiều người dân có xu hướng tự do và ôn hòa đã chọn không bỏ phiếu do nghi ngờ đó là cuộc bỏ phiếu gian lận và có lợi cho ông Raisi. Đối với thách thức thứ hai, theo ông Parsi, loạt ngờ vực về hành vi chơi xấu tiếp tục xuất hiện. Chuyên gia này nói rằng, ngay cả khi đây là một vụ tai nạn hoàn toàn rõ ràng, thì loạt nghi kỵ này vẫn nảy sinh ở Iran, nhất là khi ông Raisi được đồn đoán có thể là ứng cử viên hàng đầu để đảm nhận vị trí lãnh tụ tối cao Iran. Dư chấn của vụ tai nạn tiếp tục kéo dài và không chỉ diễn ra trong nội bộ Iran. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov trong tuần này nói rằng ông không hiểu vì sao một nhà ngoại giao cấp cao như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại có thể vui mừng trước sự ra đi của cố Tổng thống Raisi. Có thực sự Washington cho rằng sự ra đi của ông Raisi tốt cho người Iran hay không? Theo đó, trong tuyên bố gửi lời chia buồn chính thức về sự ra đi của Tổng thống Raisi sau vụ tai nạn trực thăng, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng lời chia buồn này gửi đến người dân Iran chứ không phải chính quyền Iran. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã làm rõ quan điểm của Washington trong vấn đề này. Hãy nhớ đến những hành động khủng khiếp mà ông Raisi đã thực hiện khi còn làm thẩm phán, cũng như khi ở vị trí Tổng thống. Người dân Iran có lẽ sẽ tốt hơn khi không có ông Raisi. Hãng tin Bloomberg dẫn lời của ông Blinken. Khi được phóng viên yêu cầu bình luận về phát ngôn của ông Blinken, ông Peskov gọi quan điểm của nhà ngoại giao Mỹ là đáng xấu hổ. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa xem phát biểu của ông Blinken. Thật khó để tin rằng một nhà ngoại giao, chứ đừng nói đến là một đại diện cấp cao của một quốc gia như Mỹ, là có thể nói điều đó, thiếu tế nhị như vậy. Nếu nói về mặt ngoại giao cũng như trên thực tế, đây là một tuyên bố thô lỗ đối với một quốc gia, ông Peskov nói. Tạm gấp lại sự kiện gây rúng động ở Iran, căng thẳng chính trị tại Israel đang sụp sôi chưa từng có và để lộ mối nguy hiểm mới đối với thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu. Tình hình cụ thể như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Đài RT đưa tin ông Benny Gantz, thành viên trung dung trong nội các chiến tranh gồm 3 người của Israel, đã tuyên bố sẽ từ chức nếu chính phủ không cam kết thực hiện kế hoạch hành động mới cho Gaza, bao gồm cả việc chấm dứt sự cai trị của Hamas trước ngày 8 tháng 6. Ông Netanyahu đã bác bỏ tố hữu thư và mô tả đây là lời lẽ vô nghĩa.
Nhiều người cho rằng diễn biến này đã gây ra tình trạng bất ổn hơn nữa cho chính phủ khẩn cấp được thành lập sau khi nhóm chiến binh Palestine xâm nhập vào lãnh thổ Israel vào tháng 10 năm ngoái, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt giữ, gây nên loạt phản ứng quân sự chưa từng có của Israel nhắm vào Hamas ở dải Gaza. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tuần trước, ông Gantz, đối thủ chính trị lâu năm của Thủ tướng Netanyahu, đã yêu cầu chính phủ phê duyệt kế hoạch 6 điểm để đạt được các mục tiêu chiến lược. Kế hoạch này bao gồm việc đưa các con tin trở về, xóa bỏ sự cai trị của Hamas, phi quân sự hóa vùng đất Palestine và thiết lập một cơ chế quản lý dân sự quốc tế cho Gaza, bao gồm các phần tử Mỹ, châu Âu, Ả Rập và Palestine, mà không bao gồm Hamas và không nằm dưới quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Kế hoạch này kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Saudi. Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả. Theo ông, Bộ trưởng Gantz đã chọn đưa ra tối hậu thư cho Thủ tướng quốc gia thay vì đưa ra tối hậu thư cho Hamas. RT trích dẫn tuyên bố của văn phòng thủ tướng cho biết các điều kiện mà ông Gantz đặt ra là những từ ngữ sáo rỗng. Bộ trưởng Gantz đã đưa ra bình luận chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, thành viên thứ ba của nội các chiến tranh được thành lập trong những ngày đầu sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, chỉ trích việc chính phủ của ông Netanyahu không giải quyết được câu hỏi về chiến lược thời hậu chiến cho Gaza. Vào hôm 19 tháng 5, các nghị sĩ đảng đoàn kết quốc gia Matan Kana và Pina Tamnomasata nói với trang tin Ynet rằng tối hậu thư ngày 8 tháng 6 do Bộ trưởng Benny Gantz đưa ra không cố định. Người này nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã hạn chế đưa ra quyết định vì lý do sống còn chính trị. Điều này phải dừng lại, ông nói thêm. Theo các cơ quan y tế của khu vực, cuộc chiến của Israel ở Gaza cho đến nay đã khiến hơn 35.000 người Palestine thiệt mạng. Nước này cũng đang hứng chịu sự chỉ trích ngày càng gay gắt của cộng đồng quốc tế. Theo thông tin từ Anadolu, Mỹ mới đây đã cảnh báo khi Israel thiếu kế hoạch cụ thể liên quan đến Gaza thời hậu chiến, đồng thời nói thêm rằng Israel sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy lớn nếu nước này tấn công toàn diện vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi có 1,3 triệu người Palestine trú ẩn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với các nghị sĩ Hạ viện rằng nếu Israel tiến toàn lực lượng vào Rafah để loại bỏ các tiểu đoàn còn lại của Hamas như họ đã đưa ra, vấn đề sẽ không được giải quyết. Ông nói thêm, ngay cả khi việc này xảy ra, Hamas vẫn sẽ còn hàng nghìn người nữa. Israel sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy lớn ở Gaza. Ông Blinken cho biết Mỹ đã chia sẻ với Israel những cách khác để tấn công Hamas hiệu quả hơn mà không gây nguy hiểm cho nhiều dân thường. Đối với quyết định của chính quyền ông Biden trong việc tạm dừng gửi bom tới Israel, ông Blinken nhắc lại mối lo ngại của Mỹ về việc sử dụng vũ khí đó ở khu vực đông dân cư. Ông nói, chúng tôi đang tiến hành trò chuyện với Israel về vấn đề này, cũng như những lo ngại của chúng tôi về việc sử dụng các loại vũ khí đặc biệt ở một số địa điểm cụ thể. Những lo ngại đó vẫn còn, nhưng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc phòng cho Israel. Tuy nhiên, một khi cuộc chiến tiếp diễn, những người dân vô tội sẽ tiếp tục phải gánh chịu đau thương. Trong một cập nhật đầu tuần này, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric đã cho biết hơn 900.000 người, tức là khoảng 40% dân số Gaza, đã phải di dời trong 2 tuần vừa qua khi Israel không ngừng tấn công trên khắp vùng đất này. Và những bức ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy sự thay đổi rõ rệt của thành phố biên giới này gần như trống trơn, không bóng người. Các bức ảnh vệ tinh này được chụp cách nhau 3 ngày, lần đầu tiên là ngày 5 tháng 5, sau đó là 8 tháng 5. Chỉ trong thời gian ngắn đã có sự thay đổi rõ rệt trên thực địa sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán với thành phố vào ngày 6 tháng 5. Qua những hình ảnh vệ tinh, có thể thấy các khu lều trại từng đông đúc chen chúc ở khu vực trung tâm và tây bắc Rafah thưa thớt dần trong những ngày lệnh sơ tán ban hành, mặc dù chỉ có các khu dân cư ở phía đông thành phố nằm trong diện được yêu cầu. Liên Hiệp Quốc hôm 20 tháng 5 cho biết, từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 5, hơn 900.000 người, tương đương khoảng 40% dân số Gaza, đã phải di dời do lệnh sơ tán của Israel, trong đó khoảng 812.000 người đến từ Rafah và hơn 100.000 người đến từ phía bắc Gaza. The Times of Israel cho biết rằng không rõ tất cả những người Palestine đã thu dọn lều và chạy trốn khỏi Rafah sẽ đi đâu. Theo Liên Hợp Quốc, việc sơ tán với quy mô lớn đã dẫn đến điều kiện sống tồi tệ do thiếu nơi trú ẩn trầm trọng, không có nơi nào ở Gaza có đủ lương thực, nước uống hoặc là lều bạt và rất ít vật dụng tạm trú để phân phát cho những người mới di dời. Xung đột giữa phong trào Hamas và Israel đã đẩy dải Gaza vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất, điều khiến cho các quan chức thế giới phải ví như một thảm họa, một cơn ác mộng như địa ngục trần gian. Hơn thế, công tố viên hàng đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC còn cáo buộc Israel bỏ đói dân thường như một phương thức chiến tranh,
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liệu có chấp nhận cáo buộc này hay không. Theo RT, Thủ tướng Netanyahu lập luận rằng chỉ có vài chục người Palestine ở Gaza được xác nhận chính thức là thiệt mạng vì đói trong cuộc chiến hiện tại giữa Israel và Hamas. Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của ICC, gọi đó là những lời nói dối, dối trá, trắng trợn. Trước đó, công tố viên hàng đầu của ICC, ông Karim Khan, đã đề nghị bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ông Khan khẳng định hoàn toàn có đủ cơ sở hợp lý để tin rằng các quan chức cấp cao này, ngoài những tội danh khác, đã phạm tội bỏ đói dân thường như một phương thức chiến tranh, cấu thành tội ác chiến tranh, vi phạm tội ác chống lại loài người. Vị quan chức trên cũng cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, bao gồm cả những người đang xếp hàng nhận thực phẩm, cũng như cản trở việc cung cấp viện trợ của các cơ quan nhân đạo. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị ông Netanyahu kịch liệt phủ nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ CNN hôm 21 tháng 5. Chúng tôi đã cung cấp 500.000 tấn thực phẩm và thuốc men cho số dân nơi đây. Chúng tôi cũng đã mở đường để tiếp nhận 20.000 xe tải đang vận chuyển viện trợ. Chúng tôi đã khai thông các cửa khẩu biên giới mà Hamas phong tỏa trước đó, đồng thời đón nhận các chuyến thả hàng viện trợ từ máy bay và đường biển. Ông Netanyahu lập luận, toàn bộ các cáo buộc này thật vô lý. Mọi người nên biết rằng giá thực phẩm ở Gaza đã giảm 60%. Thị trường không biết nói dối, đã RT trích lời của Thủ tướng Netanyahu. Có người nói về 23 hay 30 trường hợp suy dinh dưỡng trong số 2 triệu người ở Gaza, nhưng hãy nhìn vào Mỹ. Năm 2022, nước này có đến 20.000 ca tử vong vì suy dinh dưỡng, con số này gấp 3 lần so với ở Gaza. Thủ tướng Israel tiếp tục nêu quan điểm. Bên cạnh đó, ông cũng cáo buộc ICC về chủ nghĩa bài Do Thái, cho rằng kiểu vu khống này đã nhằm vào người Do Thái bấy lâu nay, và giờ đây nó lại được làm mới và tiếp tục chống nhà nước của người Do Thái. Các tổ chức nhân đạo quốc tế và các quan chức Liên Hợp Quốc từ lâu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vấn đề phân phối viện trợ, cho rằng nguồn cung cấp không đủ để tránh xảy ra nạn đói hàng loạt ở Gaza. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng vì đói bên ngoài các bệnh viện trên khắp Gaza. Tuy nhiên, theo các quan chức y tế của khu vực này, ít nhất 32 người, trong đó có 28 trẻ em, đã tử vong vì suy dinh dưỡng và mất nước tính đến ngày 1 tháng 4. Hồi tháng 3, báo cáo được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cảnh báo rằng hơn 70% dân số 2,3 triệu người của Gaza phải đối mặt với nạn đói thảm khốc, và mỗi ngày cứ 10.000 người thì có 2 người tử vong vì đói, suy dinh dưỡng và bệnh tật nếu không được giúp đỡ ngay lập tức. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine UNRWA hôm 21 tháng 5 cho biết việc phân phối thực phẩm ở thành phố Rafah phía nam Gaza hiện đang bị dừng lại do thiếu nguồn cung và mất an ninh trong bối cảnh cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn. Việc cung cấp viện trợ quốc tế đã giảm đáng kể từ khi Israel tăng cường các hoạt động quân sự trong và xung quanh Rafah hồi đầu tháng này, đồng thời đóng cửa biên giới với bán đảo Sinai của Ai Cập. Tại Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật của nước này, số ca tử vong do suy dinh dưỡng đã tăng hơn gấp đôi kể từ trước đại dịch COVID-19, lên hơn 20.500 vào năm 2022. Suy dinh dưỡng đặc biệt ảnh hưởng đến người già và người có thu nhập thấp tại Mỹ, đặc biệt là những người có bệnh nền hoặc là không có khả năng tiếp xúc với thực phẩm lành mạnh và dịch vụ y tế đáng tin cậy. Và phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở những người từ 85 tuổi trở lên. Liên quan đến lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ không công nhận thẩm quyền của ICC và không có sự tương đồng giữa Israel với lực lượng Hamas. Reuters ngày 24 tháng 5 trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Biden nêu rõ, chúng tôi đã bày tỏ quan điểm đối với ICC, chúng tôi không công nhận quyền phán quyết và phương thức hành động đơn giản của ICC. Chúng tôi không nghĩ có sự tương đồng giữa những gì Israel đã làm và những gì Hamas đã làm. Hoa Kỳ không phải là thành viên của tòa án, nhưng đã ủng hộ các cuộc truy tố trước đây, bao gồm quyết định của ICC về việc bắt giữ Tổng thống Nga vào năm trước. Lần này, động thái của công tố viên Khan đang nhắm vào một nguyên thủ quốc gia đang được phương Tây hậu thuẫn. Hiện tại, đề xuất vẫn chưa được các thẩm phán ICC xem xét. Do đó, yêu cầu này có thể được sửa đổi, bác bỏ hoặc phê chuẩn. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu-EU vừa qua đã bày tỏ ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong nỗ lực mang lại công lý cho những nạn nhân trên thế giới dưới thẩm quyền của mình. Thông điệp trên được Liên minh đưa ra sau khi công tố viên ICC đề nghị tòa án phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cùng 3 thủ lĩnh Hamas do cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Phát ngôn viên EU Peter Stano nói rằng ICC là một tổ chức quốc tế quan trọng và độc lập. EU sẽ theo dõi và lưu ý diễn biến liên quan lệnh bắt giữ nói trên. Theo Reuters, một hội đồng gồm các thẩm phán sẽ xem xét các bằng chứng đã thu thập được để xác định có đủ cơ sở để phát lệnh bắt giữ hay không. Tuy nhiên, tòa án không có cách nào để thực thi lệnh bắt. Mỹ và Israel đã phản đối các cuộc điều tra về chiến sự ở Gaza.
Trước một diễn biến đầy bất ngờ, rủi ro trong quan hệ với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel đang ngày một rõ nét. Hãng tin Axios tuần vừa qua đã dẫn lời ba quan chức Mỹ và Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần cấm những người đứng đầu cơ quan tình báo và an ninh Israel hội đàm với các quan chức Mỹ kể từ ngày 7 tháng 10. Báo cáo cho biết các phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã tới nước này trong thời điểm xung đột Gaza leo thang, nhưng chỉ có một người gặp gỡ với các lãnh đạo cơ quan tình báo và an ninh Israel. Điều này cho thấy số lượng liên lạc giữa hai bên đã giảm đáng kể. Cũng theo báo cáo, lần cuối cùng ông Netanyahu cấm người đứng đầu các cơ quan nói chuyện với một quan chức Mỹ là khoảng 3 tuần trước, khi Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đến thăm Israel. Quan chức này cũng đã bày tỏ quan điểm cho rằng ông Netanyahu chỉ đang cố gắng ngăn cản chính phủ Mỹ có được những thông tin trái ngược với đường lối của ông ấy. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy chỉ thành công một phần vì các quan chức Israel và Mỹ có nhiều cách khác nhau để liên lạc và tiếp cận, quan chức này cho biết thêm. Thưa quý vị, Ai Cập đang sở hữu nhiều lợi thế địa chính trị cũng như có lợi ích an ninh trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Giới chuyên môn nhận định vòng xoáy khủng hoảng trên dải Gaza đã làm nổi bật vai trò của Ai Cập như là một thế lực đang lên trong cuộc đua mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Ai Cập bất ngờ bắt tay với Israel cho kế hoạch ở Rafah, phía nam dải Gaza, đồng thời phá vỡ thỏa thuận với Hamas. Thực hư thông tin này như thế nào? Trước đó, CNN đã dẫn lời ba nguồn tin thân cận cho biết tình báo Ai Cập đã thay đổi các điều khoản trong đề xuất ngừng bắn mà Israel đã đồng ý hồi đầu tháng này. Theo hãng tin, khi Hamas tuyên bố chấp nhận thỏa thuận vào ngày 6 tháng 5, đây không phải là đề xuất được các nhà hòa giải Mỹ và Qatar đệ trình để nhóm chiến binh Palestine xem xét. CNN báo cáo, những thay đổi do tình báo Ai Cập thực hiện đã vấp phải sự tức giận và chỉ trích mạnh mẽ từ các quan chức Mỹ, Israel và Qatar, đồng thời đẩy các cuộc đàm phán vào bế tắc. Giám đốc CAA William Burns, người đứng đầu các nỗ lực hòa giải của Mỹ, từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao Ai Cập ngày 21 tháng 5 đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Cụ thể, tờ Egypt Today cho biết rằng nguồn tin trên đã cảnh báo Israel về hậu quả của việc leo thang ở Gaza và bác bỏ mọi sự phối hợp với nước này liên quan khu vực cửa khẩu biên giới Rafah. Theo đó, ngay từ đầu, Cairo luôn nhất quán lập trường đối với hành động gây hấn của Israel và đặt an ninh quốc gia của Ai Cập cũng như là quyền của người Palestine lên hàng đầu. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng truyền thông Israel có ý định đăng tải thông tin không chính xác nhằm chuyển hướng chú ý của dư luận trong nước khỏi tình trạng hỗn loạn mà nước này đang phải trải qua. Bên cạnh đó, việc Ai Cập tôn trọng các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế sẽ không ngăn Cairo sử dụng tất cả các kịch bản sẵn có để bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các quyền lịch sử của người Palestine. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ai Cập và Israel liên quan đến hoạt động quân sự của quốc gia Trung Đông trong và xung quanh thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza, giáp biên giới với Ai Cập. Israel và Ai Cập ký hiệp ước hòa bình vào năm 1979 và trong nhiều năm, hai bên đã hợp tác chặt chẽ về an ninh dọc biên giới chung cũng như biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Tuy nhiên, Cairo cảnh báo rằng mối quan hệ với Israel có thể bị suy yếu bởi chiến dịch của nước này ở Gaza. Thông tin tình báo Ai Cập âm thầm thay đổi các điều khoản trong đề xuất ngừng bắn gần đây và hủy bỏ một thỏa thuận đang gây ra làn sóng tranh cãi. Trong bối cảnh đó, vừa qua Ai Cập đã đe dọa sẽ rút lui khỏi vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Reuters dẫn lời ông Zia Raswan, người đứng đầu cơ quan hòa giải Ai Cập, nêu rõ trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, những cố gắng nhằm gây nghi ngờ và xúc phạm các nỗ lực hòa giải của Ai Cập sẽ chỉ làm tình hình ở Gaza và toàn khu vực thêm phức tạp và cũng có thể khiến Ai Cập rút lui hoàn toàn khỏi vai trò hòa giải trong xung đột hiện tại. Vị quan chức cho biết thêm, sự tham gia của Cairo với tư cách là hòa giải viên là do các yêu cầu liên tục từ Israel và Mỹ, nhưng một số bên gần đây đã đổ lỗi cho các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar, cáo buộc họ thiên vị. Động thái công nhận nhà nước Palestine của Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy trong tuần này cũng là một diễn biến gây sóng gió, thưa quý vị. Theo thông tin từ Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích ý tưởng này, cho rằng điều này chẳng khác nào đang trao thưởng cho chủ nghĩa khủng bố. Ông Netanyahu nói trong một video mới đây, 80% người Palestine ở bờ Tây ủng hộ vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Ông khẳng định, phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố sẽ không mang lại hòa bình và cũng sẽ không ngăn cản Israel đánh bại Hamas. Bộ trưởng Tài chính cực hữu của Israel, Bezalel Smotrich,
cũng đã lên án quyết định của các quốc gia châu Âu. Ông Smotrich đã kêu gọi ông Netanyahu đáp trả bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với chính quyền Palestine, bao gồm cả việc cắt giảm tài chính. Ông Smotrich đã viết cho ông Netanyahu một bức thư rằng, tại cuộc họp nội các vừa qua, nhiều bộ trưởng, bao gồm cả tôi, đã đưa ra yêu cầu rõ ràng về các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với chính quyền Palestine về những hành động đơn phương chống lại Israel, bao gồm cả việc muốn đơn phương thành lập nhà nước. Ông Smotrich đã thông báo với Thủ tướng rằng ông dự định ngay lập tức cắt đứt việc chuyển tiền cho cơ quan hành chính Palestine. Trong khi Mỹ bác bỏ quyết định của Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha cho rằng mọi giải pháp hai nhà nước đều cần phải thông qua đàm phán, thì một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã chỉ trích ý định của ông Smotrich. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, tôi nghĩ việc rút tiền sẽ là sai lầm về mặt chiến lược và gây bất ổn cho bờ Tây, làm suy yếu nỗ lực tìm kiếm an ninh và thịnh vượng cho người dân Palestine, vốn là lợi ích của Israel. Ngoại trưởng Israel Katz cũng đã phản ứng giận dữ trước thông báo này. Ông đã triệu hồi đại sứ Israel từ Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy để tham vấn ngay lập tức. Ông Katz nói, tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng, Israel sẽ không để chuyện này diễn ra một cách lặng lẽ. Ông cũng đã triệu tập đặc phái viên của ba nước ở Israel để khiển trách nghiêm khắc và cho biết họ sẽ được xem đoạn phim về vụ bắt cóc 5 nữ binh sĩ Israel vào ngày 7 tháng 10. Ông Katz nói, đoạn phim sẽ cho thấy chính phủ của họ đã đưa ra quyết định sai lầm như thế nào, bước đi của họ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng ra sao. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Và thưa quý vị, cuộc xung đột Đông Âu tiếp diễn với thế giằng co không dứt giữa Nga và Ukraine. Cuộc xung đột vũ trang ban đầu tập trung vào tình trạng của bán đảo Crimea và vùng Donbass. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, cuộc chiến lại đặt Nga vào thế nguy hiểm khó kiểm soát. Việc thay tướng giữa dòng chỉ không được Ukraine thực thi, mà giờ đây cũng đang xảy ra với chính nước Nga hùng mạnh, mang năng lực bất khả chiến bại, cùng danh xưng cường quốc quân sự thế giới. Sau đây là các thông tin chi tiết. Reuters đưa tin, Trung tướng Vadim Samarin, Phó Tổng tham mưu trưởng và là người đứng đầu Ban Giám đốc Liên lạc chính giữa lực lượng vũ trang Liên bang Nga vừa bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ quy mô lớn. Đây là vụ bắt giữ một nhân vật quốc phòng cấp cao thứ tư ở Nga trong vòng một tháng, kể từ khi Thứ trưởng Quốc phòng Simo Ivanov bị bắt giam trước khi bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ hôm 23 tháng 4. Sau đó, Trung tướng Yuri Kuznetsov, chủ nhiệm Tổng cục Nhân lực Bộ Quốc phòng, và Thiếu tướng Ivan Popov, nguyên tư lệnh quân đoàn vũ trang tổng hợp số 58, cũng đã bị bắt giữ. Trong đó, ông Popov đối mặt với cáo buộc lừa đảo trên quy mô đặc biệt lớn. Ba người khác cũng đã bị bắt giữ, bao gồm một người bạn của ông Ivanov, giám đốc của một công ty xây dựng bị cáo buộc đưa hối lộ, và cựu giám đốc của một số công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Samarin là cấp phó của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Ông Gerasimov không dính bất kỳ cáo buộc sai phạm nào, dù đôi khi phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt về hiệu quả của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Cũng trong tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng lâu năm Sergei Shoigu, thay thế bằng cựu Phó Thủ tướng và là nhà kinh tế Andrei Belousov. Việc bổ nhiệm ông Belousov, người không có kinh nghiệm quân sự, được xem là một động thái nhằm tăng cường khai thác nền kinh tế chiến tranh của Nga một cách hiệu quả hơn để đáp ứng được nhu cầu của quân đội, tránh lãng phí và loại bỏ nạn tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng. Nga hiện đang trong năm thứ ba của cuộc chiến ở Ukraine, nơi lực lượng của họ đã giành lại thế chủ động và liên tục đạt được các cải cách tiến bộ trong vài tháng vừa qua. Tuần trước, ông Putin cho biết ông không có kế hoạch thay Tổng tham mưu trưởng vì công tác chiến đấu đang diễn ra hiệu quả. Căng thẳng tiếp tục dâng cao, công tố viên Nga hôm 23 tháng 5 thông báo bắt giữ thêm người đứng đầu bộ phận mua sắm cho Bộ Quốc phòng do cáo buộc lạm quyền. Và đây là vụ bắt giữ một nhân vật quốc phòng cấp cao thứ 5 ở Nga trong vòng một tháng. Reuters đưa tin, Ủy ban điều tra Nga thông báo đã bắt giữ ông Vladimir Veteletsky, người đứng đầu bộ phận mua sắm tại Bộ Quốc phòng Nga, do cáo buộc lạm quyền khi thực hiện đơn hàng của nhà nước. Theo các điều tra viên, ông Veteletsky hồi năm 2022 đã nhận hối lộ liên quan đến một đơn hàng của chính phủ, gây tổn thất hơn 70 triệu rúp, khoảng 764 đô la Mỹ. Ông Veteletsky đang bị bắt giam chờ xét xử. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án từ lên tới 15 năm tù. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết ông Veteletsky phủ nhận hành vi phạm tội. Đây là quan chức quốc phòng cấp cao thứ 5 ở Nga bị bắt giữ trong vòng một tháng. Theo Reuters, các vụ bắt giữ này là bê bối lớn nhất của chính phủ Nga trong nhiều năm vừa qua, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ nhằm loại bỏ nạn tham nhũng liên quan đến các hợp đồng quân sự béo bở.
Dù vậy, tình hình trên chiến trường hiện nay vẫn được cho là đang có lợi cho Moscow. Và trước những bước tiến gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng đã đến lúc Ukraine phải thừa nhận thực tế và phương Tây nên ngừng hy sinh Ukraine vì những mục tiêu vô ích của mình. Ông Lavrov khẳng định đã đến lúc chế độ Kiev phải thừa nhận thực tế trên thực địa. Tôi hy vọng rằng phương Tây sẽ hiểu thông điệp vốn đã được lặp đi lặp lại nhiều lần này và nhận ra rằng đã đến lúc họ phải ngừng hy sinh Ukraine vì những việc vô ích của mình. Ông Lavrov cũng khuyên phương Tây đừng nên gấp gáp. Ông nói thêm, Nga hiểu rất rõ những khả năng mà mình có, bao gồm tất cả những diễn biến tình hình xung quanh Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow cũng đã chính thức lên tiếng sau khi Ukraine yêu cầu phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để chống Nga. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, đó là bằng chứng cho thấy Kiev đã hoàn toàn hoảng loạn khi quân đội Nga không ngừng tiến lên. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters vào tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến đang ở giai đoạn khó khăn nhất do cuộc tấn công của Nga vào vùng biên giới Kharkov. Ông than thở về việc phương Tây chậm giao vũ khí và không cho phép Kiev sử dụng khí tài tầm xa nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo nói thêm, chúng tôi đang đàm phán với các đối tác để được sử dụng vũ khí của họ trong việc ngăn Nga dùng thiết bị quân sự đến biên giới hoặc thậm chí tấn công lãnh thổ Nga. Cho đến nay, nỗ lực này chưa có gì khả quan. Theo RT, trao đổi với báo giới hôm 21 tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, giới chức Ukraine và bản thân Tổng thống Zelensky đã đưa ra nhiều tuyên bố trong những ngày gần đây, đôi khi họ rơi vào tình trạng cuồng loạn. Điều này xảy ra do tình hình tiền tuyến hiện nay vô cùng bất lợi cho lực lượng Ukraine. Ông Peskov cũng lưu ý rằng, Kiev gặp nhiều vấn đề là do phương Tây viện trợ vũ khí không đều đặn. Phát ngôn viên khẳng định, mong muốn các chuyến hàng vũ khí được chuyển giao liên tục đã không thành hiện thực. Và quan trọng là, ngày càng có nhiều người hiểu được rằng, ngay cả khi nỗ lực viện trợ khí tài được nối lại, thì chúng cũng không thể giúp quân đội Ukraine lật ngược tình thế. Đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga, ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine giữa lúc lãnh thổ xứ Bạch Dương hứng những cuộc pháo kích vô nhân đạo nhắm vào các cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ có những biện pháp phù hợp, như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, ông Peskov khẳng định. Chưa dừng lại ở đó, trả lời hãng thông tấn TASS đầu tuần này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp của quân đội Nga. Theo đó, đồng minh của Tổng thống Putin cho rằng ông Zelensky đã đứng đầu một chế độ chính trị thù địch và đang gây chiến với Nga, và lãnh đạo của các quốc gia đang tiến hành chiến tranh luôn được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, ông Medvedev nhấn mạnh. Đầu tháng này, Bộ Nội vụ Nga đã đưa ông Zelensky vào danh sách truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự, nhưng chưa nêu rõ điều khoản cụ thể nào. Theo hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại với lý do thiết quân luật, được áp đặt sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2, 2022. Ukraine đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Tháng 12, 2023, ông Zelensky tuyên bố sẽ không có cuộc bầu cử Tổng thống hoặc là quốc hội nào được tổ chức, chừng nào thiết quân luật vẫn còn hiệu lực. Vào đầu tháng 5, các nhà lập pháp Ukraine đã phê chuẩn gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 3 tháng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 5 cho biết, việc nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc sẽ không ảnh hưởng tới cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định chiến dịch của Nga vẫn sẽ tiếp diễn. Quan chức này hôm 28 tháng 4 nhận định người dân Ukraine sẽ sớm đặt câu hỏi về tính hợp pháp đối với chức vụ của Tổng thống Zelensky. Đáng chú ý, cơ quan truyền thông Delovaya Solista của Ukraine trong tuần này đưa tin chính phủ Kiev đã rút gọn công thức hòa bình từ 10 điểm xuống 3 điểm. Điều gì khiến Tổng thống Zelensky đưa ra quyết định này? Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Reuters, ông Zelensky cho biết ông dự định tập trung vào an ninh lương thực và hạt nhân cũng như các vấn đề nhân đạo như là trao đổi tù nhân trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Thụy Điển. Theo Delovaya Solista, kỳ vọng của Kiev về hội nghị này đã trở nên kém lạc quan hơn nhiều. Tổng thống Zelensky dự định không thảo luận gì ngoài công thức hòa bình của ông trong hội nghị thượng đỉnh, nhưng các nhà tổ chức quyết định rằng tất cả những người tham gia đều có cơ hội đưa ra những thay đổi trong tài liệu cuối cùng. Điều này nhằm thu hút sự tham gia của lãnh đạo các nước Nam bán cầu, bởi nếu vắng mặt họ, hội nghị thượng đỉnh sẽ trở nên vô ích. Báo Delovaya Solista nhận định rằng chính phủ Ukraine đang phải đối mặt với hai diễn biến bất lợi. Một là các nhà lãnh đạo Nam bán cầu sẽ không dự hội nghị, hoặc hội nghị sẽ dẫn đến một tài liệu cuối cùng ít có lợi hơn đối với Kiev.
Vì vậy, động thái rút gọn công thức từ 10 xuống còn 3 điểm được cho là để hạn chế gây tranh cãi giữa những người tham gia. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến sẽ diễn ra ở Birkenstock của Thụy Sĩ trong hai ngày 15-16 tháng 6 tới. Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ trước đó cho biết họ đã mời hơn 160 phái đoàn tới dự hội nghị về Ukraine, bao gồm cả các nước G7, G20 và BRICS. Tuy nhiên, Nga chưa được mời. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ không đề nghị tham gia hội nghị. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, việc tổ chức hội nghị ở Thụy Sĩ là vô nghĩa và phương Tây không có ý định đưa ra các điều khoản công bằng cho Moscow. Điện Kremlin nhấn mạnh họ chưa bao giờ từ chối việc giải quyết xung đột với Kiev thông qua đàm phán hòa bình. Trước đó, công thức hòa bình 10 điểm được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 11-2022. Theo thỏa thuận, lực lượng Nga sẽ phải rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng, đồng thời trả chi phí cho chiến sự. Và trong một diễn biến khác, theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của chính phủ Nga mới đây, Moscow đã có động thái đơn phương thay đổi đường biên giới trên biển với Litva và Phần Lan ở biển Baltic. Litva và Phần Lan vẫn chưa phản ứng với quyết định của Nga về biên giới trên biển. Quyết định của Moscow hiện cũng chưa được quốc tế công nhận. Theo một nghị định do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, Nga có ý định kiểm soát vùng biển nội địa ở phía đông vịnh Phần Lan và gần với các thành phố Baltic và Zelenograd ở Kaliningrad. Thông qua nghị định, Nga đặt mục tiêu thay đổi tọa độ địa lý, chiều rộng của lãnh hải Nga, khu vực gần bờ biển và các đảo. Nga dự định thay đổi tọa độ địa lý gần các đảo Sermers, Jahi, Roser, Malijuzer, Virgul và Golan, cũng như mũi phía bắc trên sông Nava gần biên giới với Phần Lan. Trong những thay đổi được đưa ra, Nga cũng xem xét lại các khu vực gần đường phân chia Koronian và Vistula, cũng như mũi Taran ở biên giới với Litva. Sắc lệnh cho biết các tọa độ địa lý trước đó dựa trên các bản đồ dẫn đường hàng hải tỷ lệ nhỏ. Tài liệu cho biết tọa độ được thiết lập theo nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô năm 1985 không hoàn toàn tương ứng với tình hình địa lý hiện tại. Với Estonia, láng giềng khác của Nga, quốc gia vùng Baltic này cho biết lực lượng biên phòng Nga đã dỡ bỏ các phao định vị khỏi con sông ngăn cách hai nước. Estonia cho biết đang tìm kiếm lời giải thích và yêu cầu Moscow trả lại thiết bị. Cụ thể, trong thông báo ngày 23 tháng 5, cảnh sát và lực lượng biên phòng Estonia cho biết khoảng 24 trong số 50 chiếc phao đặt trên sông Nava để đánh dấu các tuyến đường đi thuyền đã bị dỡ bỏ. Biên phòng Estonia cho biết những thay đổi tự nhiên ở khu vực lòng sông khiến hai nước cần phải xác định lại các tuyến đường vận chuyển hàng năm. Từ khi xảy ra xung đột Đông Âu, vị trí các phao giữa Nga và Estonia đã có sự tranh chấp. Vụ việc xảy ra vào lúc Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đề xuất sửa đổi ranh giới lãnh hải phía đông biển Baltic, nhưng sau đó lại xóa khỏi một cổng thông tin chính thức, gây ra mối lo ngại giữa các thành viên NATO, bao gồm Estonia. Hiện chưa rõ liệu việc dỡ bỏ phao này có liên quan đến bất kỳ kế hoạch biên giới nào trên biển Baltic của Nga hay không. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Estonia cho rằng việc dỡ bỏ này là một hành động mang tính khiêu khích ở biên giới. Estonia cần một lời giải thích về yêu cầu Nga trả lại phao ngay lập tức. Được biết, sông Nava chảy từ một hồ nước giữa Nga và Estonia và đổ vào vịnh Phần Lan, một phần của biển Baltic. Bộ Ngoại giao Nga chưa trả lời vụ việc này. Liên quan đến đề xuất sửa đổi ranh giới trên biển Baltic, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết biên giới trên biển Baltic của Nga phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Công bố của Bộ Quốc phòng chỉ muốn làm rõ ranh giới về mặt kỹ thuật. Áp lực lớn tiếp theo đè nặng các chính phủ ở châu Âu khi cuộc xung đột tiềm tàng với Nga vẫn đang được cảnh báo cao độ. Đài RT đã dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Sturz mới đây cho biết, trong những ngày tới, ông và các lãnh đạo EU khác sẽ công bố kế hoạch về một mạng lưới phòng thủ tên lửa theo kiểu vòm sắt của Israel. Tuy nhiên, phe đối lập của Warsaw cho rằng hệ thống này chủ yếu sẽ mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng của Đức. Ngân hàng đầu tư châu Âu EIB thông báo hồi đầu tuần họ sẽ cung cấp cho Ba Lan 300 triệu euro, tương đương gần 330 triệu đô la Mỹ, để xây dựng một hệ thống vệ tinh trinh sát có thể tích hợp vào mạng lưới phòng thủ tên lửa trên toàn EU. Việc tạo ra một vòm sắt chống lại tên lửa và máy bay không người lái là cần thiết. Thủ tướng Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Chủ tịch EIB Nadia Calviño ở thủ đô Warsaw. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các cuộc tấn công gần đây vào Israel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những hệ thống như vậy. Không có lý do gì để châu Âu không có lá chắn phòng thủ tên lửa của riêng mình. Các hệ thống vệ tinh và trinh sát sẽ là một phần quan trọng của dự án này và tôi sẽ trình bày cùng với các nhà lãnh đạo châu Âu khác trong vài ngày tới. Ông Tusk nói thêm và đồng thời cũng lưu ý tưởng về một mạng lưới phòng không trên toàn châu Âu đang ngày càng trở thành một kế hoạch thực tế và thiết thực hơn. Được biết,
được phát triển bởi công ty công nghệ quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems và hãng hàng không vũ trụ hàng đầu Israel Aerospace Industries. Vòm sắt đã được Israel bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm 2011 để theo dõi, đánh chặn và tiêu diệt tên lửa, rocket và máy bay không người lái. Quân đội Israel tuyên bố vòm sắt có thể đánh chặn khoảng 90% tên lửa phóng vào nước này, nhưng một số nhà phân tích cho rằng con số thực tế chỉ khoảng 30%. Ngay cả với những ước tính cao hơn, làn sóng tập kích ồ ạt gần đây bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel đã chứng minh nếu bắn đủ số lượng đạn dược, hệ thống này có thể bị quá tải và đánh bại. Ý tưởng về vòm sắt châu Âu không phải là dự án phòng thủ do Ba Lan dẫn đầu. Đây là một phần trong sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề xuất lần đầu vào năm 2022. Hơn 20 quốc gia EU khác cũng đã xác nhận ủng hộ sáng kiến này. Trước khi đảng nền tảng công dân của Thủ tướng Tusk lên nắm quyền năm ngoái, đảng luật pháp và công lý bảo thủ PiS đã từ chối tham gia kế hoạch do Đức khởi xướng. PiS vẫn là đảng đối lập hàng đầu và phản đối mạnh mẽ ý tưởng này. Tháng trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Marius Blaschak đã lập luận sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu có lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng của Đức và nó tốn kém hơn, nhưng nó lại kém tiên tiến hơn so với hệ thống phòng không hiện tại của Ba Lan. Tổng thống Andrzej Duda, một thành viên của PiS, cũng đã bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Tusk gọi sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu là một dự án kinh doanh của Đức. Theo quân đội Đức, sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu sẽ bao gồm các khẩu đội tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp, các bệ phóng tên lửa tầm trung IRIS-T của Đức cũng như tổ hợp đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow-3 của Israel. Chưa dừng lại ở đó, trước những rủi ro địa chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết vừa ký thỏa thuận mua hệ thống giám sát của Mỹ để theo dõi khu vực biên giới phía Đông Bắc như là một phần trong kế hoạch đầu tư để củng cố an ninh khu vực biên giới nước này. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Warsaw sẽ bỏ ra số tiền 960 triệu đô la để mua hệ thống trinh sát của Mỹ. Theo đó, Ba Lan sẽ là quốc gia thứ hai trên thế giới sử dụng hệ thống này. Theo hợp đồng, Ba Lan sẽ nhận được 4 khinh khí cầu, dự kiến bố trí dọc theo biên giới phía Đông và Đông Bắc. Đây là các phương tiện có vai trò hỗ trợ cho hệ thống phòng không và hệ thống quan sát ven biển của Ba Lan. Về chi tiết, hợp đồng với Mỹ cũng sẽ cung cấp các dịch vụ hậu cần liên quan. Theo đó, hệ thống sẽ được chuyển giao vào hoạt động đầy đủ vào năm 2027. Vào đầu tháng, tướng Arthur Kuptau, người đứng đầu cơ quan vũ khí Ba Lan cho biết hệ thống này sẽ có các radar treo khinh khí cầu. Các radar có khả năng phát hiện nhiều loại vật thể như tên lửa, máy bay không người lái và tàu mặt nước trong phạm vi hơn 300 km. Như vậy, từ không phận riêng, nhưng Ba Lan vẫn có thể giám sát khu vực giáp Ukraine, giáp Belarus đến tận vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga. Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS mới đây, Lầu Năm Góc cho rằng Nga tuần trước đã phóng vũ khí phản không gian vào quỹ đạo tầm thấp trái đất có khả năng tấn công các vệ tinh khác. Chuẩn tướng Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc ngày 21 tháng 5 cho biết, vào ngày 16 tháng 5, Nga đã phóng một vệ tinh vào quỹ đạo thấp của trái đất mà chúng tôi đánh giá là vũ khí phản không gian có khả năng tấn công các vệ tinh khác. Theo tướng Ryder, vũ khí phản không gian mới đã được triển khai vào cùng quỹ đạo với vệ tinh của chính phủ Mỹ. Ông cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình vì nước này có trách nhiệm sẵn sàng bảo vệ và bảo vệ lãnh thổ không gian. Vào tháng 2, Mỹ đã cáo buộc Nga đang cân nhắc việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ những cáo buộc này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rằng Moscow luôn phản đối mạnh mẽ và hiện đang phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào cuối tháng 2 nhấn mạnh việc triển khai vũ khí hạt nhân ngoài không gian là điều không nên. Và chưa dừng lại ở đó, Nga còn đang tiến hành một cuộc chiến bóng đêm chống lại phương Tây. Đây là phát biểu mới nhất của Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, nhà lãnh đạo đồng thời kêu gọi phản ứng thích hợp. Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời Thủ tướng Kallas nói, bà cảm thấy lo ngại vì một số nhà lãnh đạo châu Âu khác không nhận thấy mối liên hệ giữa các vụ phá hoại và bắt giữ nghi phạm gián điệp vốn gia tăng đáng báo động trên khắp Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây. Bà cho rằng phương Tây cần phải có cuộc thảo luận nghiêm túc về một cách thức phối hợp nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ cho phép Nga tiến xa đến đâu trên lãnh thổ của mình, Thủ tướng Estonia nhấn mạnh. Chỉ riêng trong năm 2024, Estonia đã báo cáo một loạt sự kiện liên quan đến các cơ quan an ninh Nga, bao gồm việc Nga can thiệp vào hoạt động điều hướng không lưu trong khu vực Baltic khi gây nhiễu hệ thống vệ tinh dẫn đường GPS. Thủ tướng Kallas cũng đã kêu gọi các đồng minh châu Âu của mình rằng
Thứ nhất, hãy nhận thức rõ đây không phải là các sự kiện đơn lẻ. Thứ hai là cùng nhau chia sẻ thông tin. Và thứ ba là công khai chúng một cách rộng rãi và minh bạch nhất có thể. Theo nữ lãnh đạo Estonia, khi những sự việc như vậy bị phát hiện, Nga đã thay đổi chiến lược và sử dụng các gián điệp giả mạo nhà ngoại giao mọi lúc. Bà lưu ý, mục tiêu của Nga là gây ra nỗi sợ hãi ở châu Âu và ngăn cản các nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Moscow chưa phản hồi về thông tin nêu trên. Nhiều quốc gia trên thế giới đang đối mặt với một loạt các mối đe dọa từ thiên tai, dịch bệnh cho đến các cuộc xung đột. Điều này đã thúc đẩy chính phủ và các tổ chức quốc tế thay đổi cách tiếp cận, cải thiện công tác chuẩn bị và ứng phó để có thể bảo vệ an toàn cho người dân. Chính phủ Anh cũng đã tạo ra một trang web với tên gọi Sự Chuẩn Bị, khuyến cáo người dân không đặt sự an toàn của mình vào tay chính quyền, đồng thời hướng dẫn mọi người cách đối mặt với những khủng hoảng. Người Anh sáng suốt nếu bắt đầu dự trữ lương thực, nước uống và xây dựng một kế hoạch khẩn cấp cho gia đình để sẵn sàng ứng phó với mọi loại thảm họa. Đó là lời kêu gọi trên trang web mới do chính phủ Anh tạo ra. Truyền thông Anh đưa tin, sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của Phó Thủ tướng Oliver Dowden nhằm làm cho quốc gia trở nên kiên cường hơn khi đối mặt với nhiều mối đe dọa được cho là ngày càng gia tăng từ thiên tai đến xung đột. Phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng London tại trường Đại học King's College hôm 22 tháng 5, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng khả năng hồi phục bắt đầu từ mỗi nhà. Ông nói, chúng tôi đang làm việc trước để dự phòng cho toàn xã hội và thậm chí ngăn chặn được cú sốc tiếp theo, đồng thời đưa ra một kế hoạch rõ ràng và dứt khoát. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động phòng thủ quốc gia của chúng ta. Theo chính phủ, danh sách các cú sốc tiềm ẩn mà Vương quốc Anh có thể phải đối mặt bao gồm mọi thứ từ các cuộc tấn công trên Internet, mất điện, lũ lụt, mối nguy hiểm sinh học, bão mặt trời và một đại dịch mới. Lời khuyên do chính phủ đưa ra về vấn đề này bao gồm việc làm quen với những rủi ro ở địa phương của bạn, đăng ký nhận thông báo và cảnh báo thường xuyên, học các kỹ năng sơ cứu cơ bản, ghi lại số điện thoại của bất kỳ ai bạn muốn liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Theo trang web, việc lập ra một kế hoạch khẩn cấp gia đình bao gồm lộ trình thoát hiểm tốt nhất từ nhà của bạn cũng không thừa. Ngoài ra, để kỹ hơn thì người dân nên phải có bộ dụng cụ khẩn cấp đặt tại vị trí dễ lấy ở trong nhà. Bộ dụng cụ này nên bao gồm nhiều loại pin dự phòng, thiết bị thu phát sóng radio, đèn pin, hộp sơ cứu, nước rửa tay cũng như nước đóng chai và thực phẩm để lâu được. Theo chính phủ, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị tối thiểu 2,5 tới 3 lít nước uống mỗi ngày, mỗi người. Nhưng hãy dự trữ 10 lít nước cho mỗi người mỗi ngày sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Trang web không nêu rõ một người cần dự trữ bao nhiêu thực phẩm để cảm thấy đủ an toàn, nhưng Phó Thủ tướng Dowden đã tin rằng việc sinh tồn đủ trong 3 ngày nó một cách đơn giản sẽ giúp cho một người vượt qua lũ lụt vốn có thể dẫn đến mất điện và gián đoạn nước. Phó Thủ tướng Anh nói bạn sẽ không phải lo lắng về việc đổ xô đi mua đồ tích trữ trong thời gian đó. Ông nói thêm, các biện pháp này dự kiến sẽ giúp chính phủ dễ dàng đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng tiềm ẩn nào. Theo một cuộc thăm dò do Hội nghị Quốc phòng London thực hiện, chỉ có 15% người dân ở Anh có bộ dụng cụ khẩn cấp tại nhà và hơn 40% không chuẩn bị sẵn thực phẩm và nước uống đủ trong 3 ngày. Tuy nhiên, như muốn nối gót Mỹ, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 22 tháng 5 thông báo, London dự kiến sẽ đề xuất mở rộng quan hệ đối tác quân sự với các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tuần tới, tôi sẽ tham dự hội nghị an ninh Shangri-La ở Singapore và muốn mang đến đây một thông điệp rõ ràng rằng đối với các đối tác của Anh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không đứng lên chống lại các cuộc chiến bất hợp pháp tại châu Âu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu. Đó là lý do tại sao tôi sẽ đề xuất mở rộng quan hệ đối tác quân sự với các quốc gia trong khu vực, ông Shapps chia sẻ tại một hội nghị an ninh ở London. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Anh còn tuyên bố sẽ coi Liên minh AUKUS và chương trình không quân chiến đấu toàn cầu là những ví dụ thành công về hợp tác an ninh xuyên lục địa. Ông đồng thời cho rằng việc các nước châu Âu kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho các nước trong khu vực đã không còn khả thi. Bộ trưởng Shapps bày tỏ sự thất vọng khi chỉ có Anh và Mỹ tấn công các mục tiêu của Houthi ở Biển Đỏ, trong khi an toàn hàng hải là điều được các bên liên quan trên khắp châu Á và châu Âu mong muốn. Ông nhấn mạnh, London không chỉ cần nhiều đối tác hơn mà còn cần họ cam kết nhiều hơn, với kỳ vọng họ sẽ chuyển cam kết thành năng lực và khuyến khích các đối tác đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ trật tự thế giới. Cùng lúc đó, Biển Đông tiếp tục dậy sóng. Theo thông tin từ Reuters, Philippines đầu tuần này đã yêu cầu Trung Quốc cho phép quốc tế giám sát bãi cạn Scarborough sau khi Manila cáo buộc Bắc Kinh phá hủy môi trường biển của bãi cạn này.
Người phát ngôn an ninh quốc gia Philippines Jonathan Malaya nói trong cuộc họp báo mới đây rằng chúng tôi cảnh giác và lo lắng về tình hình đang diễn ra ở đó. Ông Malaya cho biết chính phủ Philippines đang ngày càng đồng thuận trong việc đệ đơn kiện Trung Quốc về việc phá hủy các rạn san hô, bao gồm cả việc đánh bắt các loài tra khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng ở Biển Đông. Philippines đã giành được chiến thắng mang tính bước ngoặt vào năm 2016 trong vụ kiện chống lại Trung Quốc. Tại tòa trọng tài thường trực năm 2016 kết luận rằng yêu sách của Bắc Kinh về chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã từ chối công nhận phán quyết năm 2016. Ông Malaya nói, nếu Trung Quốc thực sự hành động như những gì mình đang nói, hãy để cho quốc tế giám sát. Theo thông tin từ Newsweek, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa qua cho biết lực lượng không quân Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu để chặn một máy bay trinh sát của Nga hoạt động ở vùng biển phía tây bắc nước này. Theo bản đồ của Newsweek, máy bay trinh sát Y-120M của không quân Nga được phát hiện trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản ngoài khơi bờ biển phía tây quần đảo Hokkaido và Honshu. Y-120M là một máy bay trinh sát được trang bị để thu thập thông tin tình báo. Máy bay được công ty sản xuất quốc phòng Ilyushin của Nga thiết kế, được NATO đặt tên là Kut-E. Chiếc máy bay này được triển khai lần đầu tiên trong chiến tranh lạnh và thường xuyên bị phát hiện gần không phận do NATO quản lý. Bộ Tham mưu Liên hợp của lực lượng phòng vệ Nhật Bản thường xuyên tiết lộ vị trí của máy bay cũng như tàu quân sự Trung Quốc và Nga hoạt động gần lãnh thổ của mình, bao gồm cả trong vùng phòng không. Theo báo cáo, Y-120M đã bay về phía tây nam dọc theo đảo chính Honshu của Nhật Bản, sau đó rẽ về phía tây gần đảo Sado và hướng tới các vùng viễn đông của Nga. Tuần trước, số liệu thống kê cho thấy các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã phải xuất kích 41 lần trong tháng 4, 13 lần là để nhắm vào máy bay Nga đang tiếp cận từ phía Bắc và 28 lần nhắm vào máy bay Trung Quốc ở phía Tây Nam. Lần gần nhất lực lượng Nhật Bản phát hiện một chiếc máy bay Y-120M bị Nhật Bản là 3 tuần trước, khi chiếc máy bay trinh sát này bay dọc theo bờ biển cùng với một chiếc máy bay tuần tra hàng hải Y-138M. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tuần này đã đến thăm New Caledonia, lãnh thổ hải ngoại đang chìm trong làn sóng bạo loạn hơn một tuần vừa qua. Các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát tại New Caledonia sau khi Quốc hội Pháp thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp cho phép những người sống ở quần đảo này ít nhất 10 năm được quyền tham gia bầu cử. Điều đó khiến người bản địa Kanak bất bình và tràn ra đường biểu tình phản đối. Trong hơn một tuần vừa qua, gần 400 tòa nhà bị phóng hỏa, nhiều con đường đã bị người biểu tình rào chắn. Các cuộc bạo loạn đã khiến 6 người thiệt mạng. Chính phủ các nước Pháp, Úc và New Zealand đã tổ chức chuyến bay sơ tán hàng trăm du khách khỏi khu vực. Tổng thống Pháp tuyên bố ưu tiên hàng đầu của ông trong chuyến thăm này là tái lập ổn định và an ninh tại lãnh thổ hải ngoại. Ông Macron cho biết đã cử 3.000 nhân viên an ninh tăng viện đến New Caledonia và lực lượng sẽ duy trì trên hòn đảo đến khi trật tự được phục hồi. Dẫu không muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp tại New Caledonia, Tổng thống Macron lưu ý chính sách này chỉ có thể chấm dứt khi các người biểu tình tháo dỡ cái chốt chặn đường. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.